Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Này là những luật lệ và mạng lệnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời có tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. Phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi sẽ đuổi đi đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nõng, hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi. Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng và thiêu những trụ Asera của chúng nó trong lửa, lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải. Vì các ngươi chưa vào nơi an nghỉ và chưa hưởng lấy cơ nghiệp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Vậy các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp và khiến các ngươi được ở yên ổn. Bây giờ sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn đặng cho danh Ngài ở. Ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên và mọi của lễ tốt nhất mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi. Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào người thấy, nhưng phải dâng tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn. Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi. Vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực. Chỉ các ngươi chớ ăn huyết, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. Nhưng ngươi, các con trai, con gái, tôi trai và tớ gái ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại chỗ Ngài sẽ chọn. Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi về mọi việc tay ngươi đã làm. Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi y như Ngài đã phán, và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói, tôi muốn ăn thịt, thì khá tùy ý ăn lấy. Nếu chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi y như ta dặn, rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình. Phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực. Vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả. Song phải giữ mình, chớ ăn huyết, vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Ngươi chớ ăn huyết, phải đổ nó trên đất như nước. Đừng ăn huyết,
hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn, dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Còn huyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. Hãy giữ và nghe các điều này mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi và được ở trong xứ chúng nó, thì hãy giữ lấy mình. Kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó mà hỏi rằng, các dân tộc này phục sự các thần mình thế nào, ta cũng muốn làm theo vậy nữa. Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình, đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa để cúng thờ các thần mình. Các ngươi khá cẩn thận, làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là bớt chi hết. Chương 13. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng, ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và chiếu mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có dục giấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mật nhiệm mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Vậy cả Israel sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa. Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở rằng, có những kẻ gian tà từ giữa mình ra, dụ dỗ dân thành đó mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, thì phải tìm kiếm, hỏi thăm và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm, phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong luôn với súc vật của nó. Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp tại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mãi mãi nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Thi Thiên 61. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi.
Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Ngài sẽ gia thêm ngày cho vua, các năm người sẽ nên nhiều đời. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật để các sự ấy gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi. Chương 42. Bây giờ, các người đầu đảng, Johanan, con trai Careat, Yesania, con trai Hosaya và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến nói cùng tiên tri Jeremy rằng: Xin nhậm lời chúng tôi nài xin và cầu thay Jehovah Đức Chúa Trời ông cho chúng tôi, tức là những kẻ còn sót lại. Vả chúng tôi trước vốn đông người, nay còn lại rất ít, như mắt ông có thấy. Xin Jehovah Đức Chúa Trời ông chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm. Tiên tri Jeremy bèn đáp rằng: Ta nghe rồi. Này, ta sẽ cầu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi theo lời các ngươi đã xin. Phàm điều chi Đức Jehovah trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết không giấu chút nào. Các người ấy nói cùng Jeremy rằng: Nếu chúng tôi không làm theo mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ sai ông bảo cho chúng tôi, nguyền xin Đức Jehovah làm chứng trung tín thật thà giữa chúng ta. Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi sai ông đến, để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thì chúng tôi sẽ được phước. Khỏi 10 ngày, có lời Đức Jehovah phán cùng Jeremy: Người gọi Johanan, con trai Careat, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến mà nói cùng họ rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là đấng các ngươi đã sai ta đến để tỏ lời cầu xin trước mặt Ngài phán như vậy. Nếu các ngươi cứ ở trong đất này, thì ta sẽ gây dựng cho mà không phá đi, vuông trồng cho mà không nhổ đi, vì ta ăn năn về sự họa mà ta đã giáng cho các ngươi. Chớ sợ vua Babylon là người các ngươi đang sợ. Đức Giê-hô-va phán: Đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi, hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về trong đất mình. Nhưng nếu các ngươi nói rằng: Chúng tôi không khứng ở trong đất này, mà các ngươi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà nói rằng: Không, chúng tôi muốn đi trong đất Ai Cập, là nơi chúng tôi sẽ không thấy giặc giả nữa, sẽ không nghe tiếng kèn nữa. Tại đó chúng tôi sẽ không thiếu bánh, ấy là nơi chúng tôi sẽ đến ở. Thì, hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót kia, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi các ngươi xây mặt vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó, thì gươm dao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi trong đất Ai Cập. Sự đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ đuổi theo các ngươi trong Ai Cập, và các ngươi sẽ chết tại đó. Ấy vậy, phàm những kẻ xây mặt vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó thì sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Trong bọn họ chẳng có ai sống sót lại, chẳng có ai thoát khỏi họa mà ta sẽ giáng cho. Thật thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Như cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra cho dân cư Jerusalem thế nào, thì khi các ngươi vào Ai Cập, cơn giận của ta cũng sẽ đổ ra cho các ngươi thể ấy. Tại đó, các ngươi sẽ làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa sả và sỉ nhục, và các ngươi sẽ chẳng lại thấy chỗ này nữa. Hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót lại, Đức Giê-hô-va đã phán về các ngươi rằng: Chớ qua nước Ai Cập. Hãy biết rõ rằng ngày nay ta đã đối chứng cho các ngươi, vì chính các ngươi làm sự dối trá nghịch cùng linh hồn mình. Các ngươi đã sai ta đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà nói cùng ta rằng:
Khá vì chúng tôi cầu thay nơi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi và cho chúng tôi biết mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ nói cùng ông thì chúng tôi sẽ làm theo. Vả, ngày nay ta đã bảo các ngươi rồi, nhưng các ngươi chẳng vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi trong điều nào mà Ngài cậy ta truyền cho các ngươi. Bây giờ hãy biết rõ rằng các ngươi sẽ chết bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch trong chỗ mà các ngươi muốn đến trú ngụ tại đó. Chương 43. Khi Jeremy đã thuật hết cho cả dân sự mọi lời mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó, là lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó đã sai người nói cho chúng nghe, tức là những lời này, thì Asaria, con trai Hosea và Johanan, con trai Kareat, cùng mọi người kiêu ngạo nói với Jeremy rằng: Ngươi nói dối. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta chưa hề sai ngươi truyền cho chúng ta rằng chớ sang nước Egypto mà trú ngụ. Nhưng ấy là Baruch, con trai Neriah, xui ngươi nghịch cùng chúng ta để nộp chúng ta trong tay người Canđê, đặng giết chúng ta hay là điệu về làm phu tù nước Babylon. Ấy vậy, Johanan, con trai Kareat, các đầu đảng và mọi dân sự chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va truyền cho mình ở lại trong đất Giu-đa. Johanan, con trai Kareat và các đầu đảng đem những người Giu-đa còn sót lại, tức hết thảy những kẻ trở về từ cả các nước khác mà mình đã bị đuổi đến mà ở trong đất Giu-đa. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng các con gái nhà vua và mọi người mà Nebusa-adan, quan làm đầu thị vệ, đã để lại cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, lại cũng đem luôn tiên tri Jeremy và Baruch, con trai Neriah, vào đất Egypto, đến Tác-pha-nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Tại Tác-pha-nết, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy như vậy: Hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pharaon tại Tác-pha-nết trước mắt người Giu-đa đều thấy. Ngươi khá bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ sai và lấy tôi tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon và đặt ngai vua ấy trên những đá này mà ta mới vừa giấu. Vua ấy sẽ căng màn mình lên trên. Vua ấy sẽ đến đánh đất Egypto. Những kẻ phải chết thì làm cho chết, những kẻ phải bị phu tù thì bắt làm phu tù, những kẻ phải bị gươm giáo thì cho gươm giáo. Ta sẽ đốt lửa nơi các chùa miếu của các thần Egypto. Nebuchadnezzar sẽ đốt đi hết và đem đi làm phu tù. Vua ấy lấy đất Egypto mặc cho mình, cũng như kẻ chăn chiên mặc áo mình, và vua ấy sẽ đi ra cách bình an. Người sẽ bẻ gãy các cột của Bet-Shemesh trong đất Egypto và sẽ lấy lửa đốt các chùa miếu của các thần Egypto. Chương 44. Có lời truyền cho Jeremy về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Egypto tại Middon, Tác-pha-nết, Nốt và trong xứ Pha-trốt rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Jerusalem và các thành của Giu-đa? Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở, vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến. Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri đến cùng các ngươi. Ta dậy sớm sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi, sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự giữ và cứ đốt hương cho các thần khác. Vì vậy, cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giu-đa và các đường phố của Jerusalem, vì chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay. Bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng sống mình, để cho đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ đang bú bị cất khỏi giữa Giu-đa,
đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào. Bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ai Cập, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ. Đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa xả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ. Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao? Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lệnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho và diệt cả Giu-đa. Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ai-cập đặng trú ngụ ở đó. Chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ai-cập, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm, vì đói kém, làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả, sỉ nhục. Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ai-cập như đã phạt Jerusalem bằng gươm dao, đói kém và ôn dịch. Đến nỗi trong những dân Giu-đa sót lại đến Ai-cập đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi hay sót lại đặng trở về đất Giu-đa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi. Bây giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng tại đó, nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ai Cập tại Pha-trốt, đáp cùng Giê-rê-mi rằng: Về sự ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu. Nhưng chúng tôi chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem. Vì lúc bấy giờ, chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì. Nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém. Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lại người và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao? Giê-rê-mi bèn nói cùng cả dân sự, đàn ông, đàn bà và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy rằng: Các ngươi cùng tổ phụ, các vua, các quan trưởng mình và dân trong đất đã đốt hương trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao? Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Đức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy, đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gỡ lạ và sự rủa xả, chẳng có ai ở như có ngày nay. Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và không bước theo luật pháp, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay. Giê-rê-mi lại nói cùng dân sự và mọi người đàn bà rằng: Hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ai-cập, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật, chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy, các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện. Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Ai Cập sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa mà rằng: Thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống. Này, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước. Mọi người Giu-đa ở trong đất Ai Cập sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết. Chỉ có một số rất ít người
sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ai Cập trở về trong đất Giu-đa. Và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ai Cập này, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Này là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi này, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra vua Ai Cập trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.